Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ta cho thỉnh mời đại sư hồn quy. Nè, có đôi lần tham vấn, sau mời đại sư cùng dự buổi thiết triều. Mô Phật, bần tăng đã chờ nghe lời chỉ giáo của hòa thượng. Đại sư biết đó, quân Tống kể binh hùng tướng mạnh, chúng lại xua quân xâm chiếm Giao Châu, lòng ta không khỏi lo, nên nay cho thỉnh mời đại sư hồi cung để cùng đàm đạo. Mô Phật, hòa thượng anh linh, trước lúc ra quân dẹp giặc Can Qua, phải chọn được tướng tài rồi đi bày mưu phá giặc. Mười đạo quân của ta đã quen trận mạc, nhưng để đối đầu với quân Tống cần phải có tướng tài dụng mưu sâu. Đại sư nói rất đúng, ta đã cho mời thái hậu cùng các quan tới đây đàm đạo. Ta đã muốn tìm một tướng tài để cầm quân phá giặc. Đại cầu huyền ta có bảy tướng hùng lấy lệnh công trạng, mà bọn quân Tống phải kiêng nể gọi rằng Giao Châu thất hùng. Giao Châu thất hùng, danh sáng triều đình. Hoàng thượng nghĩ đến ai, bẩn tăng đã hiểu. Cho hiện tại cần phải có trí nhân trung dung. Đại sư Mô Phật, thái hậu, nước nước nằm nước lần này, bọn giặc Tống đã tràn vào biên ải. Ta đang muốn chọn một hiện tại để phong chức đại tướng quân. Thái hậu nghĩ sao?
xin lấy cái chết hãy giữ lời căn dặn. Vì cả cuộc đời thần một lòng tận chung với hoàng thượng, chỉ xin hoàng thượng xét soi chung lưu ý của hạ thần. Thì hoàng thượng, dạ dạ muôn đâu hoàng thượng, thần không nghĩ như vậy. Phản vừa được tận mắt nhìn anh ruột của mình bị chém, rồi ôm sát người anh than khóc mãi không thôi. Thế nên điều nghi kỵ không bao giờ tan được. Thôi hoàng thượng, trong hàng ngũ tướng lĩnh không thiếu gì những tướng giỏi, vì sao cứ phải là phạm thượng lượng đứng đầu hàng vạn tướng binh? Xin hoàng thượng hãy xét cho lại. Dạ, xin hoàng thượng hãy xét cho lại. Các thầy hãy đứng lên đi. Dạ. Còn anh nữa? Dạ, muôn tâu hoàng thượng. Thành gương này, thành gương này là để giết kẻ thù xâm lược. Còn các anh, còn các anh đều là những tân phúc của trẫm. Dạ, đội ơn hoàng thượng hãy đứng lên đi. Các thành đã chứng kiến Phan Cơ Lượng ôm anh trai mình than khóc mãi không thôi. Đó là nỗi đau chia lệ tình cốt nhục, nhưng công tội thế nào hào tuyệt phải hưng lên. Muốn chọn người tài, trước hết phải xét vào đức của người ta. Chọn sai người sẽ hỏng việc. Các anh, nhưng em ông ta là một hiền tài có tấm lòng thẳng